Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em ha. Rồi em tiếp tục lên cho anh em một cái đầu máy nổ anh em. Rồi đầu này là một con Mitsu, con này 6 ngựa ha. Đây 6 ngựa Mitsu GM1826 ngựa bình xăng mũ anh em. Đây nhìn cái nắp đậy bô nè, nó còn nước sơn diêm nữa ha. Nắp cò nắp cò xe ít. Đây bô này cũng xài còn ít nè, nó máy chưa vệ sinh nha anh em ha, máy chưa vệ sinh. Rồi cái này nó bị lỗi là nó bị mất cái phá xăng nha, cái phá xăng với cái lược đó, lỗi nhẹ chỗ đó ha. Con này thì cái phá thì em sẽ tặng cho anh em phá mới ha, còn cái lược thì chắc không có đâu, không hứa nha anh em ha, có thì em sẽ gắn cho em anh em vô, còn này không có thì về mình mua cũng có mấy ngàn đâu. Rồi, con này cốt thẳng nha anh em, con này 6 ngựa cốt thẳng nha, ốc green là ốc này rửa ra một cái là 7 màu, ốc này còn vàng khè nha anh em. Bao hơi lửa cho mình ha, con này thì 3.050.000 ha, 3.050.000 bao ship cho anh em luôn đó. Thì đi đơn thì cọc cho em 300.000, em sẽ đi đơn anh em. Nếu như anh em dọn thì phí con này là 400.000 ha, phí dọn con này thì dọn anh em đừng nói sao mà dọn giá cao vậy, thì banh ra thì nhiều khi bình xăng này kia nó bị thiếu đồ hoặc là gì đó thì cũng chỉnh sửa hoàn chỉnh cho anh em mình ha. Rồi bao hơi lửa anh em, giá là 3.050.000 đó, bao ship ha. Rồi anh em mình cần dọn thì thêm phí là 400.000 nha. Rồi anh em mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha anh em, hoặc là qua Zalo em số 0815072225 ha. Đó. Rồi quay tiếp quay cho anh em một số dây cứu quả nè, chỉ còn chừng tầm chục ống nữa là hết nha anh em ha. Dây này là dây 40 dài 15m, giá là 250.000 một cuộn ha, giá đã bao ship cho anh em nha, còn tầm 10 ống nghe anh em ha. Dây 40 dài 40 dài 15m, ống này là chưa sử dụng nha anh em, còn tầm 10 cuộn ha. Đó có đồng hồ gì đó nè, giá là 250.000 một cuộn, đã bao ship rồi đó nghe anh em. Đây có đồng hồ nè, cái gì là 50.000 tính tới nha anh em mua mấy cái thì liên hệ em, 50.000 là chưa phí ship nha, bự nhỏ gì cũng 50 đó, 50.000 cái thôi. Em còn được trận này chắc cỡ 4 4 3 12 1 2 3 4 4 16, cái này chắc cỡ 30 cái anh em đó, 30 cái 50.000 cái thôi. Rồi có một cái loại ống này cứng nè, ống này mình đi đường ống ngầm dưới được nè, ống này chắc cỡ 34 gì ha, ống nè, ống này cứng nha nè, ống như ống nhựa mình đó, cứng nè, ống này chắc cỡ 34, ống này dài tầm 15m thôi, ống này bán anh em 550 ha, 550 chưa phí vận chuyển nha ha. Thôi anh em mình 600 đi, 600 ống này, 600 em bao ship anh em nha. Rồi có một con bào Hitachi anh em, con này quân hợp luôn nè, bán anh em 700.000 thôi, 700.000 điện 100V nha, vào 3 lưỡi 31 lưỡi 136 ha, còn kẹp mài lưỡi đây nè, đó lưỡi 136 anh em đó. Rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề, còn quân hợp luôn, giá là 700.000 bao ship cho anh em luôn ha. Rồi anh em lưu ý là điện 100V nha, máy hoạt động ok nha anh em.